Rồi, hai thằng chào đại gia đình yêu thích chăn nuôi nha. Thì hôm qua mình có làm một cái video về cái bài thuốc bắc nha, là ngâm rượu cho gà uống điều trị bệnh té gió, bị cúm gió ở gà nha, trong lúc thời tiết thay đổi đó. Thì có một số anh em hỏi mình, nói là nếu mà con gà đã bệnh rồi nha, và mình đợi ngâm cái bài thuốc này khoảng 15 ngày thì mình mới cho uống, thì lúc đó gà nặng rồi chị không khỏi nha. Thì hỏi hiện tại có loại thuốc nào trị được cái bệnh mà cúm gió hoặc là té gió ở gà này không? Thì ở đây mình có một cái bài thuốc nha, thuốc tây anh em ra tiệm mua là có, và cái bộ ba này áp dụng nha, thành công là khoảng 80%. Nếu mới phát hiện gà nó bị cúm mà bị té gió thì anh em mình ra ngoài tiệm thuốc tây mua ba loại này nha. Một là một cốc hũ B1 viên xanh, hũ 100 viên nha. Đó, khoảng 11-12 ngàn một hũ thôi, rẻ tiền lắm nha. Thì cái thằng B1 này có cái tác dụng là hỗ trợ và ổn định hệ thần kinh cho con gà. Và cái thứ hai mình xài đó là alpha choi nha. Thằng này là tan máu bầm. Và cái con gà nó bị cái tình trạng này là máu huyết không lưu thông. Và một cái nữa nha, tất cả những cái khớp của con gà, đặc biệt là khớp chân, khớp gối, nó sẽ tích dịch và cử động yếu ớt. Cho nên tiếp theo là mình sử dụng một dĩ đề sa nha, kháng viêm. Cái này nó trị viêm khớp gối rất là tốt. Thì tổng lại ba cái loại thuốc này mình ra tiệm thuốc tây là có, và nó cũng không có bao nhiêu tiền nha. Thì mình mua ba loại này về và mình cho con gà mình uống nha, sáng một cử, chiều một cử, liên tục 3 ngày. Và mỗi loại là mình lấy ra một viên, có nghĩa ba loại là mình lấy cho con gà ra uống buổi sáng 3 viên, buổi chiều 3 viên, liên tục 3 ngày, rồi nghỉ 1 ngày, rồi sau đó cho uống liên tục 3 ngày nữa rồi bỏ luôn, là con gà mình sẽ hoàn toàn khôi phục lại, đạt bèo bèo vậy là cũng phải 70% cho tới 80% nha. Rồi thì nội dung video cũng kết thúc. Chúc anh em mình nuôi gà thành công, đặc biệt là xử lý được cái bệnh cúm gió ở gà và té gió ở gà nha. Tạm biệt các nhà.